Hôm nay mình sẽ từ đường Lê Quý Đôn, con đường có những cái biệt thự cổ. Mình sẽ dẫn cô chú, anh chị và các bạn tới khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Rồi mình đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sau đó mình tới chợ Dân Sinh. Rồi mình khám phá những con đường xung quanh chợ Dân Sinh như đường Giang Sinh, đường Ca-mét, đường Ký Con, đường Thái Bình, đường Nguyễn Công Trứ. Rồi sau đó mình sẽ đi thẳng tới, mình sẽ khám phá khu vực bên kia của chợ Cầu Ông Lãnh, Cầu Muối, đó là đường Hồ Hớn, đường Đề Thám, đường Cô Giang, Cô Bắc, cho các cô chú anh chị và các bạn xem khu vực thay đổi như thế nào. Và trước khi đi thì mình cũng để một tin nổi bật ngày hôm nay, đó là bắt tạm giam một đối tượng tưới xăng đốt nhà người yêu vì bị chia tay trong ngày sinh nhật. Xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Hôm nay chúng ta sẽ đi xung quanh khu quận nhất nha các bạn, khu chợ Cầu Muối, những con đường xung quanh chợ Cầu Muối, Nguyễn Thái Bình, rồi cái khu bên kia là khu bên trái và bên phải chợ Cầu Muối đó các bạn. Nói chung là vậy, mình sẽ đi khám phá khu bên trái và bên phải chợ Cầu Muối. Lâm Văn Kim, người sinh năm 2003 và trú tại thành phố Hà Tiên, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo điều tra, Kim và HTTD, sinh năm 2004, cùng địa phương đã từng có mối quan hệ tình cảm. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2023, sau buổi tiệc sinh nhật của Kim, D đã đưa ra quyết định chia tay với Kim vì cảm thấy không phù hợp. Kim bực tức vì không hiểu lý do chia tay nên đã mua xăng và đổ vào hai can nhựa. Vào đêm 9 tháng 10 năm 2023, sau khi uống rượu, Kim đã đến nhà của D trên xe máy và sử dụng xăng trong hai can nhựa để tạt lên cửa chính và cửa bên nhà D, rồi dùng bật lửa để đốt cháy. Sau đó, Kim rời khỏi hiện trường để lại hậu quả cháy nhà. Gia đình D phát hiện ra đám cháy và kịp thời dập tắt, không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản. Kim đã bị tạm giam và vụ án được chuyển sang cơ quan cảnh sát hình sự công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Bên phải chúng ta là bảo tàng chứng tích chiến tranh, đi thẳng vào đường Nguyễn đường xá xe không có mà quá trời xe luôn. Mình vừa phải nha các bạn, vừa phải đi thẳng Nam Kỳ Khởi Nghĩa về trung tâm. Mình sẽ đi tham quan khu xung quanh chợ Dân Sinh, đó là đường Nguyễn Thái Bình, đường Ca-mét, và mình sẽ đi xung quanh khu chợ Cầu Muối. Ở đây phải chúng ta tham quan như đầm lầm các bạn, bà con cô bác tới tham quan rất là đông nhân dịp nghỉ hè. Ở
mình có quay clip trên kênh của mình đó các bạn, Dinh Độc Lập đó, cho cô chú anh chị các bạn nhớ xem ha. Hoạt động cũng chưa trong tụ, cái nhà hàng cũng chưa mở các bạn, quán ăn thì có. Rồi chúng ta đi bên phải chúng ta là khu đường này, khu bên trái là viện kiểm sát ha, bên phải là tòa án nhân dân, kiến trúc từ thời Pháp các bạn, tòa án nhân dân phố bên phải chúng ta. Rồi chúng ta tiến thẳng tới bên phải chúng ta, đây là thư viện quốc gia ngày xưa, thư viện thành phố Hồ Chí Minh các bạn, giờ thư viện Hồ Chí Minh. Khu vực này chùa Ấn Độ nha các bạn, ở bên trái cũng chùa Ấn Độ, không biết là xưa ở đây rất là nhiều chùa Ấn Độ, 2-3 chùa luôn các bạn. Đây là trường Công Đức Thắng nha các bạn. Đây, trường Kỹ thuật Cao Thắng, mình xin lỗi, trường Kỹ thuật Cao Thắng. Giờ mình tiến vào khu Nguyễn Thái Bình nè các bạn. Rồi Nguyễn Thái Bình nè, mình về phải khu Nguyễn Thái Bình. Thái Bình đây có các bến xe, bến xe này đâu đi Vũng Tàu các bạn, hôm mai đi Vũng Tàu. Đây ở chung cư cũ nè, chung cư 47 bên trái nè, đây các bến xe đi Vũng Tàu, limousine có nhà xe Hoa Mai gửi hàng đi. Đường Cam Mét các bạn, bên đây là đường Cam Mét. Đây khu vực này nhiều quán, nhiều cà phê ở đường Cam Mét. Mình đi tới kia mình quẹo qua bên trái, không mình đi vòng vòng của này nữa. Ở một dầu
phía dưới là công an quận Nhất nha các bạn. Đây là đường gì đây, đường Giang Sinh. Tên những vị có đóng góp cho nước nhà ngày xưa trên đường Cam Bát, đường Giang Sinh. Đường Nguyễn Công Trứ các bạn, khu vực bán đồ điện nhiều nè. Đó, đường Nguyễn Công Trứ. Đó, mình tới đó mình vào lại nha. Mình đi vòng vòng khu này. Phải vào đường Phan Văn Trường, đường Trơn các bạn, trường trung học cơ sở Đồng Khởi nè, các em học sinh đang đi học. Rồi mình đi tới cái trường sinh nè các bạn, tới giờ sinh rồi, xung quanh trường trường sinh đó. Đi một vòng em tới kia một vòng lại thì khu chợ này bán đồ cũ á bạn, bán đồ cũ cũng có, bán đồ điện tử điện tử có. Đây là khu chợ dân sinh, bán đồ điện nước điện tử. Mình đi dạo khu này coi chú anh chị các bạn xem chợ dân sinh. Đường Ký Con đây, Công Chứ các bạn, góc đó nhà cổ nè, có cái chữ gì trên mái nhà nè, nhà cổ nè, rất là cổ ngày xưa. Đây là chùa Phụng Sơn Tự. Đấy, khu này bán đồ điện nè các bạn, vừa xây dựng. Mọi người xây dựng có hết máy bơm, máy gì này gọi có hết đó. Máy đồ điện ha, điện nước. Giờ thì trên Lazada, trên Shopee có bán hết rồi các bạn, nên cạnh tranh lắm. Mấy cửa hàng này cạnh tranh á, tội theo mặt bằng nữa. Đó, mình mở ở đây tiếp. Rồi, xung quanh chợ dân sinh. Cái đường Ký Con đó mà, đường Ký Con đi thẳng tới kia tiếp. Đường Nguyễn Thái Bình. Hôm nay trời khá mát các bạn,
Đúng rồi, trời đường cái là mát rượi như mùa đông vậy, không có nắng ngắt. Những đợt nắng ngắt nó đi qua. Xe nữa. Đây có cái nhà xe huy hoàng, nhà xe hoa mai. Đây đường Phó Đức Chính nè, ngoài phải là Phó Đức Chính. Tới đường Nguyễn Công Trứ nha, quán cà phê Catenap đây. Đây có nhiều quán sang trọng. Rồi cũng có bàn các cửa hàng bán phụ tùng, đồ điện, phụ tùng ô tô, xe máy. Thiết bị điện nha, nhiều quá. Sơn nước. Đó. Khu bên trái là khu chung cư, chung cư. Chung cư cũ mà. Giao thông hành lang. Có tòa nhà cà phê cũng đẹp, nhà cổ. Chúng ta thấy đại lộ Doãn Kiệt rồi. Mình tới kia mình vòng vòng khu bên kia, khu bên phải. Phải cầu ông Lãnh, cầu muối ngày xưa. Khu vực này xảy ra tai nạn giao thông, 3 người chết. Đi cẩn thận nha các cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình đi thẳng qua cầu Lãnh này, mình đi qua bên kia. Xe cấp cứu. Các bạn kẻ đi nẹt bô, tiếng bô xe rất là ồn đó. Những cô chú lớn tuổi đi cẩn thận nha, đi cái đường này, đi đường mà nghe tiếng bô xe mình cẩn thận, nẹt bô giật mình nữa. Đây là khu đường đó, kể các bạn cái nhà cổ nè. Mình bên phải á, phải nguồn này đó, đường Đề Thám các bạn, đường Đề Thám.
Cô Giang, cô Bắc. Rồi, đây là đường khu đường Đề Thám các bạn. Đường Đề Thám khu chợ Ông Lạnh á, khu này đường Cô Giang Cô Bắc nãy giờ mình quên mất. Đó, đường Đề Thám là những khu vực ở đây. Chợ Cầu Muối ngày xưa các bạn. Thấy tòa nhà cổ không? Màu xe màu vàng á. Mái ngói ngày xưa. Ở chung cư cao tầng. Cũng đang thi công các bạn, nghe tiếng máy móc chạy. Đó, các bạn thấy nghe tiếng tiếng máy móc, tiếng búa này nọ. Nhà truyền thống, gốc cà phê, có nhà truyền thống. Nhà đường Nguyễn Khắc Nhu. Bên trái có trường Văn Lan. Đi về trái đi. Trái là có đường Văn Lan các bạn, Đại học Văn Lan á. Ở mà bên trái đi là có trường Lương Thế Vinh nè. Trường Cao học Sở Lê Thế Vinh nè. Đó. Thấy tập trung đông, hôm nay tốt nghiệp này có bạn nào tốt nghiệp nè, thấy có mặc áo nè. Thì khu này xưa khu chợ Cầu Muối, giờ này diện mạo nó khang trang hẳn lên các bạn. Có cái chùa bên phải rất là lớn. Đi ngang mình quay bên trái nè, mình quay cho mọi người xem. Chùa Linh Sơn. Thì dự án cũng đang triển khai các bạn, cái tiếng búa, tiếng máy móc đang làm phía trên á. Khu này sẽ khang trang hẳn lên nè, có những lớp chung cư sang trọng hiện đại. Giá khu này rất là cao ha, gần trung tâm mà quận nhất mà. Đề Thám. Xôi bánh mì Cô Vân. Đình Nhân Hòa các bạn, khu vực xung quanh chợ Cầu Ông Lãnh ngày xưa, Cầu Ông Lãnh, Cầu Muối, có đẹp phường Cầu Ông Lãnh đó các bạn. Đó là cái cầu bắc lên nè, ngày xưa thì không có cái cầu này, xưa 30-40 năm rồi không có cái cầu này. Xong rồi sẽ xem nhà nước mới xây cái cầu này đi qua quận 4 á, tiện giao thông hai bên. Ở những dãy nhà cũ xung quanh. Hồi xưa cái đường gọi là cái đường rất là nhỏ, nhà nước mới mở rộng ra nên đường xá khang trang các bạn.
tạo một cái tuyến đường đi thẳng từ quận Nhất ra tới Bình Chánh luôn ở phía kia luôn các bạn. Những dãy nhà cổ xung quanh là vẫn còn nè các bạn, nhà cổ xung quanh đường này, bến Trưng Vương ngày xưa là bến Trưng Vương. Có những cái nhà cổ kiến trúc thời Pháp á vẫn còn, cái nhà sập sệt một trời một lầu. Đây đường Hồ Hảo Hớn, ngoài phải đường Hồ Hảo Hớn các bạn xem. Khu này cũng là xung quanh một trời trồng lạnh, có những dãy cái nhà cũ và những dãy nhà mới các bạn. Hảo Hớn à. Mình đi thẳng đường Hồ Hảo Hớn nè các bạn. Rồi các bạn coi có đại học mở nè, chi nhánh học mở bên trái mình nè. Đường này cũng khá là khang trang, thì rất là sạch sẽ các bạn, nhìn thấy sạch sẽ. Đường Cổ Bắc đây, bên trái bên phải là đường Cổ Bắc. Chúng ta tới đường Trần Hưng Đạo các bạn. Rồi chúng ta đi dọc cái đường Trần Hưng Đạo này, chúng ta quẹo một tí vô Nguyễn Khắc Nhu là mình thắp lộ trình ngày hôm nay các bạn. Bên phải chúng ta là viện răng hàm mặt, chữa răng á. Bên trái là khách sạn Bún Mê sang trọng á. Nhà hát Trả Lương Trần Hữu Trang. Nhà hát Trả Lương Trần Hữu Trang. Bên phải có một cái chung cư cũng cũ cũ, ngày xưa. Cũng còn để máy lạnh, cũng có người dân ở chung cư 247, cũng có người dân ở. Đây tòa nhà Vạn Thịnh Phát ngày xưa bên phải mình. Ngân hàng xây dựng.
khách Tây đi du lịch các bạn, các vị khách Tây đi du lịch dạo quanh con đường hay khám phá khu quanh chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh. Cái nhà cũng rào lại, biết là dừng hay sao. Tại vì nhiều nhà thì gia chủ đi nước ngoài, con cái không ở đây nữa, mấy chục năm mà rào lại. Những ngôi nhà cổ, đây cũng có ngôi nhà cổ bên phải mình nè, ốp gạch ngày xưa luôn à. Năm sáu mấy, cỡ năm sáu cái mô xích ngày xưa. Rồi chúng ta tới đường Đề Thám, phường Cổ Giang nè các bạn. Đó, mình vòng ra đường hồi nãy rồi. Chợ vẫn còn buôn bán nha. Phút này lòi ra một cục nè, chắc thời gian cũng thẳng, dễ tỏa thẳng. Mình không biết nha, mình chỉ nói gì thôi. Đi thẳng đường này là hết lộ trình ngày hôm nay, vòng quanh khu vực chợ Cầu Muối cho các cô chú anh chị các bạn xem. Coi cái chung cư gì đây, rất là sang trọng, chung hô, chung cư Soho, chung cư Soho ở đây phải chúng ta. Xưa mình nhớ đây là các nhà xưởng nè, cái đường này lúc mà quẹo vô ngày xưa là các nhà xưởng xung quanh đây. Giờ diện mạo đổi thay sau 3-40 năm. Cô chú nào ở khu vực này coi lại ngày xưa của mình, khu vực ngày xưa mình ở. Có những ngôi nhà cổ các bạn, xung quanh là những ngôi nhà cổ ốp đá rửa, đặc trưng cho kiểu mà kiến trúc ngày xưa ha, thời thời Mỹ á, ốp đá rửa. Đi lên. Rồi hồ Hảo Hớn, đường hồ Hảo Hớn nãy thì mình sẽ đi thẳng tới đường Trần Đạo là mình hết lộ trình nha cô chú anh chị và các bạn. Lộ trình ngày hôm nay của kênh Sài Gòn đẹp lắm, mình đi từ quận nhất các bạn, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mình đi thẳng ra khu Nguyễn Thái Bình, đường Thái Bình KM, đường Gen Sin, Ký Con. Rồi mình qua đây khu này thì khu Đề Thám nè, khu Hồ Hoa Hớn, khu Cô Giang, Cô Bắc, Nguyễn Khắc Nhu. Thì lộ trình của kênh Sài Gòn đẹp lắm đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Các cô chú anh chị có nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ kênh Sài Gòn đẹp lắm ngày càng phát triển. Các cô chú anh chị và các bạn, xin chào tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn.